Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Tâm Anh và Hải Nguyên. Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến. Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc. Như mọi hoạt động khác của Cộng sản, hội nghị này cũng sẽ tiêu phí hàng chục tỷ đồng thuế của nhân dân ta. Nhưng những thông tin hé lộ trước ngày khai mạc đã cho thấy bọn chóp bu sẽ dùng hội nghị này chủ yếu để đấu đá, phân chia lại một số vị trí đục khoét béo bở giữa chúng với nhau. Một trong những vị trí đó là chức bí thư đảng ủy thành phố Sài Gòn, tức thành phố Hồ Chí Minh theo cách gọi của Cộng sản. Hơn một tuần trước ngày diễn ra hội nghị năm, đích thân cái gọi là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã ra thông cáo đề nghị xem xét kỷ luật một loạt các đảng viên, gồm cả Đinh La Thăng, đương kim Ủy viên Bộ Chính trị, kiêm Bí thư Sài Gòn. Nhìn lại kỳ hội nghị 4 diễn ra vào tháng 10 năm 2016, chúng ta sẽ thấy sự đấu đá, vu tội cho nhau trong kỳ hội nghị năm này chỉ là một bước tất yếu tiếp theo của kỳ hội nghị 4. Trong hội nghị 4 đó, bọn chóp bu Cộng sản đã phải dành phần lớn thời gian để mổ xẻ, tranh cãi về tình hình bất mãn, bức xúc, bất chấp lãnh đạo, theo chiều hướng, cá mè một lứa, mạnh thằng nào thằng ấy ăn, đang ngày càng tăng dần và lan tỏa ở mọi nơi, mọi cấp độ trong hệ thống đảng. Dù biết rất rõ sự thực, đang có một xu thế phân hóa, phân rã ngày càng lớn và lan rộng trong đảng, trong xã hội, nhưng bọn chóp bu lãnh đạo đã không dám thừa nhận thực trạng này với dư luận, với đảng viên cấp thấp. Chúng đã gọi chệch tình trạng này là hiện tượng tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Tuy nhiên, sự bất an, lo sợ của bọn chóp bu về khả năng sẽ có chống đối, đánh nhau, phá hoại, tan vỡ từ ngay trong nội bộ đảng, không thể che giấu được. Hơn hai tuần sau khi kết thúc hội nghị 4, Thông tấn xã Việt Nam đã phải cho đăng toàn văn nghị quyết của hội nghị 4 có nội dung phần lớn dùng để vu khống, lên án, thóa mạ, đối phó với tình hình tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Bản nghị quyết này đã được gửi tới tất cả các chi bộ Cộng sản trên toàn quốc, nhằm vừa trấn an, vừa đe dọa các phần tử đảng viên và người dân đang tham gia vào xu thế khinh đảng, phá đảng và phản đảng. Xem lại một số chi tiết trong nghị quyết 4, chúng ta sẽ thấy rõ hơn thực trạng bối rối, bế tắc và bất an hiện nay của bè lũ lãnh đạo chóp bu Cộng sản trước viễn cảnh tan rã, sụp đổ. Vẫn giọng điệu của kẻ cố che giấu thực trạng suy đồi, bè bét của bản thân, nghị quyết này viết rằng tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Nhưng nghị quyết 4 đã buộc phải thừa nhận tình trạng chèn nhau, giết nhau vì miếng ăn là có thật trong toàn đảng, từ cấp cao nhất. Nghị quyết này đã viết rõ rằng tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở, mà ở cả một số cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Không những thế, nghị quyết 4 còn tự biểu lộ nỗi hoang mang, bất lực trước xu thế rã đảng, khinh đảng, phá đảng, ngay từ trong đảng, bằng những câu chữ rõ thế này. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa. Việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch,
tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa, chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Dĩ nhiên, bọn tuyên giáo soạn nghị quyết 4 đã không quên vu khống, hóa mạ các lực lượng tiến bộ của dân Việt ở khắp nơi, trong cũng như ngoài, đang gia tăng các hoạt động phản kháng cộng sản và nối kết với nhau để bài trừ chế độ cộng sản. Chúng viết rằng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược, diễn biến hòa bình, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình, cổ suý cho lối sống hưởng thụ, thực dụng ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, đồng thời cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi nguy hiểm hơn. Nhưng cuối cùng, chúng đã không thể giấu được điều lo hãi nhất của bọn chóp bu hiện nay bằng câu này. Làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Bọn chúng lo hãi nhất là vì bọn chúng sẽ không còn được tự do cướp bóc, ức hiếp dân lành một khi Đảng và chế độ này tiêu vong. Nhưng chỉ khi Đảng cùng chế độ này tiêu vong, anh chị em an ninh, công an, bộ đội chúng ta mới có thể thoát được thân phận công cụ, tôi đồ.